Vâng, để mang chương trình, mở mang chương trình những ngày tối đêm nay, Phước Hậu cũng xin giới thiệu một đôi lời với quý anh chị ca sĩ cô bác gần xa. Hôm nay thứ sáu, Phước Hậu hát một ngày hôm nay. Bắt đầu mời Phước Hậu xin nghỉ một ngày, rồi qua thứ chủ nhật đồng hát tiếp tới bữa 30. 30 là sau 30 mình tính tiếp. Để mở màn chương trình, Phước Hậu và Mỹ Hằng xin tặng cho quý vị một nhạc phẩm mang tên Hỏi Anh Hỏi Em, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Liên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bên lửa đang còn kia, bao người yêu sống ly tan. Mẹ già thương con, đi tìm trong tim đàn. Vợ hiền đêm đêm khóc trong cơn mê phũ phàng. Ôi, những gì đem lòng nhau là khi đất nhà sống yên vui, không lừa bao. Chàng khuya đến nơi không hoài bão, hòa châu sáng trên cao. Em ở Vĩnh Đô, một lòng yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thì xa, thương về em đang sống bơ vơ. Lại trời cho mưa, trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa những hoa nở đúng mùa. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời có buồn. Bên lửa đang còn kia, bao người yêu sống ly tan. Mẹ già thương con, đi tìm trong tiếng đàn. Vợ hiền đêm đêm khóc trong cơn mê phũ phàng. Ôi, đem lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui, không lừa bao. Chàng khuya đến nơi không khoai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở Kinh Đô, một lòng yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thì xa, thương về em đang sống bơ vơ. Lại trời cho mưa, trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Lại trời cho mưa, trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng. Vâng, xin cảm ơn ạ.
Vâng, tiếp tục chương trình xin mời cô Diệm. Bài tiếp tới chú chuẩn bị.